đến là chị ấy kêu là rạn đẻ mà em không hiểu tiếng Nga, thì em mặc kệ, em cứ ăn. Em thì thấy mọi người cứ thì hụt rặn đi rặn đi. Em mới quay sang hỏi chồng, ô cái này là đang đi đẻ đúng không, em đang đẻ đúng không, bàn đẻ này đúng không? Thì em mới kêu là ừ rặn đi, khổ lắm, em bé sắp ra rồi kìa. Chồng em với bác sĩ thì như đánh trận, nó cứ kêu rặn đi rặn dưới bụng ít, rặn dưới bụng ít. Em thì cứ kêu anh giỏi đi em đi vô mà rặn. Anh giỏi đi em đi vô mà rặn. Em buồn ngủ, em kêu với chồng em là anh ơi sao tự nhiên em buồn ngủ quá. Thì bác sĩ mới kêu là không được để nó ngủ, nếu mà cái lúc đấy mà để cho em ngủ là em bị sữa. Ủa sao đang rặn đẻ có thể ngủ được vậy? Thì bây giờ mình quay trở lại cái điểm đầu của câu chuyện chat với mẹ bỉm sữa Lan hả? Bây giờ chị coi đi, là bồ bé hả? Bồ bé. Bố chào. Xin chào. Dạ nói được vài câu xin chào, cảm ơn chị ạ. Đây bố bé. À bố là cái câu bố bé. Bố. Em bé được 9 tháng, cộng thêm với 9 tháng mang thai, đó là 18 tháng. Vậy thì bây giờ quay ngược trở lại với 8-9 tháng trước, thì em có còn nhớ cái ngày đầu tiên mà mình phát hiện ra mình có thai là như thế? Cái thời điểm đó thì đang gọi là giãn cách, đợt giãn cách lớn nhất của nước Nga lúc đó. Thì tụi em, cả gia đình là ở nhà, thì em khi nào em cũng mua cái que thử thai là mua sỉ hết đó chị. Que thử thai là mua sỉ hết đó chị. Tại vì em thử thai rất là nhiều, thế nên là em cứ nghĩ là mình có thai, nhưng mà thật ra là em thử mà nó không có thai nên không tin vào cảm xúc. Thế là cái lần đấy em thử thì nó lên một vạch rất là mờ, không có nhìn thấy, tại vì lúc đó chưa tới ngày trẻ. Em chạy về em nói với chồng em, có rồi đó, rõ ràng là có rồi đấy. Và ông nhìn hoài cũng có ra cái vạch. Cái hồi em kêu là để em đi thử lại lần nữa, thế là em chạy đi thử lại lần nữa thì em vẫn kêu là có rồi mà ông không tin. Chồng em rất là vui rồi, nhưng mà lại có thêm một cái phần nữa là lo lắng chị ạ. Tại vì lần này là lần mang thai thứ hai chứ không phải là lần đầu của em á. Là lần trước em bị lưu thai một bé 9 tuần. Nên là lần này thì em không có cảm giác vui mừng như lần đầu mà lại lo lắng. Cái sự kiện không vui đó, nó cách cái lần mà mình thử thai thứ hai á thì là bao nhiêu lâu em? Sau cái sự cố đó thì khoảng 6 tháng là em kiêng cữ 6 tháng. Em thả thì khoảng 2 tháng sau thì có lại bé. Sau cái cảm giác lo đó thì chắc chắn là cũng phải có một cái kế hoạch để mà sắp xếp mọi việc, và mình phải đón nhận nó chứ đúng không? Dạ đúng rồi. Chồng em thì đón nhận nhưng mà lại có cái kinh nghiệm so với cái lần trước. Tại vì lần trước thì em mới có khoảng 5 tuần thì tụi em đã đi siêu âm rồi. Thì lần này anh lo lắng hơn nên anh cho là để tới khi nào mà có tim thai á thì mới đi siêu âm. Thì lúc đấy thì em lại chờ ở nhà tới 4 tuần nữa mới dám đi siêu âm. Chồng là nguyên cả quá trình mang thai thì chồng em đều đưa em đi siêu âm hết. Thế là lúc đấy bác sĩ kêu là có tim thai rồi. Thì hai vợ chồng mừng rỡ không nói nên lời, nhưng mà cũng lo lắng tại vì muốn chờ cho tới khi nào mà bé sinh ra ăn thuận lợi thì lúc đấy mới vui được. Cái việc mà giãn cách như thế thì nó có khó khăn cho em trong cái những cái lần mà em phải đi khám thai định kỳ nè, hoặc là cái việc mà mình cần phải mua rất là nhiều thức ăn cũng như là những cái sản phẩm để mà hỗ trợ cho bà bầu? Có chị ạ, khó khăn lắm luôn, tại vì cái thời gian đó là tụi em không có được đi ra ngoài, chỉ một tuần tụi em được ra ngoài 1-2 lần để mua thực phẩm. Đi siêu âm thì tụi em cũng phải làm cái giấy đi đường á thì mới được đi siêu âm. Cái thời gian đấy thì em bị ốm nghén. Mà em ốm nghén là cứ thèm đồ ăn Việt Nam. Em thèm đồ ăn Việt Nam, em thèm da diết luôn em. Ngày nay em cũng đang lên Facebook là trời ơi em thèm đồ ăn quá, em thèm bún bò, mì quả thèm đồ... Nhưng mà không có. Bình thường thì nếu mà không giãn cách ấy, thì chồng em có thể đưa em tới cái khu chợ châu Á thì có đồ ăn. Bây giờ giãn cách thì thôi. Em sợ mùi. Em sợ mùi xà phòng, mùi đồ ăn. Em thèm đồ ăn nhưng mà em rất là sợ mùi, em không dám vô bếp luôn á chị. Cứ vô bếp là bắt đầu nôn ói. Có đợt em nghén quá thì chồng em phải vô bếp để nấu cơm, với là nấu mấy món đơn giản của Việt Nam cho em. Nhưng mà em bị lưu một lần rồi nên em rất là sợ. Thế là cứ cố ăn. Em không ăn được cái này nhưng mà em vẫn phải ăn để cho con nó khỏe. Ăn xong rồi có cái thì mà còn ói. Ăn xong rồi có cái thì mà còn ói. Có nghĩa là món Nga em bình thường em rất là ghét, nhưng mà từ đấy thì em vẫn ăn bình thường. Có một cái là vậy nè, mình là người Việt Nam, ông xã thì lại là người Tây, thì hai vợ chồng có bị mâu thuẫn với nhau về cách chăm, cách nuôi dưỡng hay không? Cũng khá chị ạ. Tại vì bà bầu Việt Nam ấy, thấy các bạn của em là đi siêu âm rất là nhiều. Em cũng thấy em hóng đi siêu âm nhiều lắm, nhưng mà chồng em thì không có cho đi siêu âm nhiều, anh hạn chế tối đa việc đi siêu âm, chỉ cho em đi siêu âm các mốc quan trọng thôi.
Thế là em hay giận cái khoản đấy, tại vì em cứ ngồi ngoài phòng chờ tới giờ bác sĩ âm ấy, thì em cứ hồi hộp là không biết con mình có khỏe không rồi, con mình bình thường hay như thế nào ấy. Em kiêng cái này nhưng mà anh thì cứ kêu là em cứ ăn đi. Thì anh cứ cằn nhằn là sao lại phải kiêng như thế, sao lại phải tự làm khổ mình như thế, cứ ăn một tí đi không sao. Tâm lý của em thì cũng thất thường nắng mưa ấy, kiểu như là đang ngồi chơi như thế tự dưng em khóc. Thì chị bị mâu thuẫn kiểu đấy thật là tự dưng em lăn em khóc. Anh chẳng làm gì cả em ngồi em khóc, em tủi thân xong rồi em khóc xong bắt đầu chưa kịp cái gì cả em cười. Nó sẽ có một cái thắc mắc tí xíu mà chị muốn hỏi Thùy, đó là cái công việc của mình ở tại Nga thì cái công việc của em bên đó, thì nếu như mà lúc mà chưa mang thai luôn thì công việc của mình là gì, và tại cái giai đoạn dịch bệnh đó thì nó có bị ảnh hưởng đến cái công việc riêng của em không? Công việc của em thì cái lúc mà em sang mới sang ấy, thì em chỉ học tiếng Nga thôi, và sau đó thì cái giai đoạn mà em mang thai bé đầu á thì em bị lưu, thế là em bị ảnh hưởng tâm lý rất là nặng. Tại vì ở đây bên em một mình nữa, không có ai chia sẻ. Xong rồi thì mọi người mới kêu là em nên kiếm một cái gì đấy làm để cho khuây khỏa tinh thần á. Thì em có mở một cái kênh YouTube của em á, là Minh Thùy Cuộc Sống Nga. Thì để gọi là kết nối với cả người Việt ở Việt Nam nữa, để em có thể chia sẻ với là giải tỏa cái tâm lý của mình á, để sẵn sàng cho bé tiếp theo á. Cái quá trình mang thai của em cũng không có suôn sẻ, là em bị tiểu đường thai kỳ, rồi em bé của em nằm thấp. Em phải đặt thuốc giữ thai nguyên cái quá trình mang thai á. Thế nên là cái chuyện mà sinh non á, là bác sĩ cũng từng tư vấn cho em rồi. Bởi vì nó liên quan đến nhiều cái lắm. Thứ nhất là chúng ta chưa kịp thích nghi với một cái đất nước mới và ổn định bằng những cái hoạt động cá nhân, ví dụ như là công việc hoặc là những cái mối quan hệ xã hội. Cái bản thân cái điều đó thôi đã làm cho những cái bạn di cư cảm thấy mệt rồi. Chưa bạn tới chồng con hay là những cái sự cố về thai kỳ là chúng ta cũng đã cảm thấy đôi khi là chúng ta cũng đã ở trong tình trạng căng thẳng. Rồi bỗng dưng bây giờ cộng với dịch bệnh thì cái chuyện mà được ra ngoài và được làm việc nó cũng lại bị hạn chế tiếp. Và thêm một câu chuyện nữa đó là mang thai. Thế thì Thùy hơi bị, gọi là sao ta, mình hơi bị xui một tí. Mọi thứ nó nắm tay nhau, nó đến cùng một thời điểm. Em hưởng trọn một cái combo luôn, mà tất cả các combo em hưởng thì mỗi đứa đều là một nguyên nhân để gây lên trầm cảm. Tuy nhiên thì sau đó thì em đã gọi là nó tự hết, hay là em cũng có những cái phương thức để mình đi qua những cái biến động cảm xúc như vậy Thùy? Thì sau một thời gian giãn cách ấy, thì nước Nga lại mở cửa lại, là mọi người lại hoạt động bình thường lại, mọi người được đi ra ngoài. Thì lúc đấy chồng em mới đưa em đi ra ngoài đi dạo để hít thở không khí trong lành, rồi là thoải mái hơn tinh thần đó. Người Việt ở Nga thì động viên em rất là nhiều nữa. Em sinh sớm so với giờ sinh một tháng. Một tháng? Wow. Dạ. Thì tới đêm là em bị băng nước nhầy, rồi tới sáng là đi đẻ. Vậy thì khi mà nửa đêm nó ra cái dịch nhầy như vậy thì em có bị hốt hoảng không, mà mình cứ đợi tới sáng mình mới bắt đầu nhập viện? Cái đấy em không biết là băng nước nhầy chị ạ. Em thấy nó kỳ lạ nhưng mà em cứ nghĩ là bình thường, tại vì em không có đau bụng. Thế là tới sáng 4:30 5 giờ sáng em mới không ngủ được, thì em mới dậy đi vệ sinh, thì em thấy vỡ ối thì nước nó ào ra một cái, thì em mới hốt lại, em mới kêu chồng em là anh ơi em đi đẻ. Cái hồi ông chồng em thì đang ngủ, ông cứ kêu là đi đẻ gì giờ này, mới có 5 giờ sáng mà một tháng còn mới đẻ cơ mà, 5 giờ sáng mà một tháng còn mới đẻ cơ mà. Tại vì anh chưa có tỉnh ngủ, anh chưa có hoàn hồn, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Ê Lan, dù là Âu hay Á thì nam giới vẫn là nam giới. Đối với các anh đi đẻ hoàn toàn là một việc có thể cài đặt được giờ. Có nghĩa là cái giờ đó là cái giờ không đẻ, đẻ là phải đẻ giờ hành chính. Đẻ là phải đẻ giờ hành chính. Anh đẻ lúc 5 giờ. Phải 30 phút sau thì anh mới tỉnh hoàn hồn xong rồi hả? Anh mới bắt đầu nhắn tin cho bác sĩ, thì bác sĩ mới kêu là hả, đưa nó đi bệnh viện ngay đi. Thì lúc đấy anh mới bật dậy, bật nhanh lắm, thay đổi chế độ á. Thế là anh chạy vô, anh lấy quần áo xong rồi lấy đồ đạc, rồi bắt đầu đem đi sinh. 5 giờ sáng em tới viện thì khoảng 8:30 9 giờ tối em sinh ạ. Lúc mà em đi sinh là khổ lắm cơ, tại vì cái thời điểm dịch Covid đi, thế là họ không cho em nhập viện liền. Họ bắt em là phải chờ có kết quả xét nghiệm Covid 3 tiếng đồng hồ thì họ mới cho em nhập viện. Thế là tới hình như là tới 11 giờ mới được gọi là chính thức nhập viện á. Như vậy nó cũng nguy hiểm ha, tại vì bể nước ối lâu quá thì nó cũng ảnh hưởng đến cái việc em bé ở trong bụng nó rất là dễ bị nhiễm trùng máu á. Bác sĩ có kêu em là trong vòng 24 tiếng thì từ lúc bể nước ối thì em phải sinh. Nếu mà không sinh thường được thì phải đi mổ trong vòng 24 giờ đó. Tới khoảng 4-5 giờ chiều thì em mới bắt đầu đau cân cò. Xong rồi lúc mà đau ấy thì em vẫn nhớ như in là mọi người dặn em là đừng có kêu, không được khóc. Là cái lúc mà mình rặn đẻ thì nó khó hơn, mình không còn sức để mà rặn. Cái hồi tới 7 giờ tối thì họ bắt đầu họ chích cho em mũi kích sinh. Thì lúc đấy cơn đau nó bắt đầu đau mạnh hơn, em vẫn không có nở phân nào. Thế là họ cho em ngồi đan bóng. Nhưng mà chị bác sĩ kỳ lắm. Chị ấy
không phải là không biết là chị ấy kỳ hay không, mà dạng như hay là do em không hiểu tiếng Nga, thế là chị ấy kêu là rặn đẻ mà em không hiểu tiếng Nga, thì em mặc kệ, em cứ ăn. Em thì thấy mọi người cứ nhìn hồ thì hồ rặn đi rặn đi. Khoan khoan thì là đoạn đó là vì mình không biết phải làm sao để rặn, hay là vì về mặt ngôn ngữ là mình không hiểu cái từ đó có nghĩa là hãy rặn đi? Về mặt ngôn ngữ chị ạ, tại vì chồng em ấy thì có dặn em những cái từ mà bác sĩ có thể nói trong phòng sinh, anh cứ đinh đinh là em sẽ hiểu tất cả, nên là anh không có dịch cho em. Cái lúc đấy em thì lúc đấy đang bối rối nữa, thế là bác sĩ nói lặn đi nhưng mà em không hiểu, em mặc kệ cứ nằm rồi đến rồi làm sao em bé chui ra được. Em cứ nằm như vậy, xong rồi em mới quay sang hỏi chồng, ủa cái này là đang đi đẻ đúng không, em đang đẻ đúng không, bàn đẻ này đúng không? Thì em mới kêu là ừ rặn đi, khổ lắm, em bé sắp ra rồi kìa. Thế là lúc đấy em mới bắt đầu rặn. Em rặn trên mặt không chị? Tại vì bác sĩ thì cứ kêu là phải rặn ở dưới bụng này này, mà em cứ rặn trên mặt. Mặt em thì đỏ chét, nước mắt thì cứ chảy đồng đìa, còn dưới bụng này thì không có động đậy gì hết. Chồng em với bác sĩ thì như đánh trận, nó cứ kêu rặn đi rặn đi, rặn dưới bụng đi, rặn dưới bụng đi. Em thì cứ kêu anh giỏi đi, em đi vô mà rặn. Anh giỏi đi, em đi vô mà rặn. Lúc đó còn trả treo được. Ông cứ đứng ở bên cạnh và ông cứ nói. Vậy là con khỏe lắm, vậy là bác còn sức đó Lan. Tại vì lúc đấy mọi người ồn ào lắm chị. Bác sĩ với là chồng em cứ la hét, la hét còn hơn cả em nữa. Xong bắt đầu một hồi sau em lại bị mất sức. Thế là em bị hụt hơi, thế là em sắp xỉu. Em buồn ngủ. Em kêu với chồng em là anh ơi sao tự em buồn ngủ quá. Thì bác sĩ mới kêu là không được để nó ngủ. Nếu mà cái lúc đấy mà để cho em ngủ là em bị xỉu. Ủa sao đang rặn đẻ có thể ngủ được vậy? Nó phải là ngủ đó chị, mà dạng như là mình sắp rơi vào cái tình trạng bị xỉu hay là sao đấy á. Thực ra nó là một cái gọi là một cái tín hiệu về mặt sinh học thôi. Khi mà mình kiệt sức, có rặn hay không rặn, thì khi đối diện với những cơn đau như vậy, khi đối diện với những cơn gò trong cái giai đoạn mà em bé muốn ra đời, thì chúng ta tốn sức chứ các bạn. Và về bản chất nó là một dạng lao động mà, nó là một dạng tổn hao năng lượng thực sự. Và khi mà chúng ta mệt quá thì thông thường cái cơ chế muốn ngủ là một cái cơ chế bình thường về mặt cơ thể thôi. Trong những cái trường hợp mà sinh khó đó thì nó cũng rất là nguy hiểm đó. Rồi cuối cùng là không có cho ngủ đúng không? Không có được ngủ đúng không? Không, chồng em cứ đánh vào mặt em ấy, kêu là ngủ gì giờ này dậy mà đẻ đi, con sắp ra rồi kìa. Chùa kéo dậy đẻ em, dậy đẻ, trời ơi, cưng dữ. Hai vợ chồng thì tốt rồi, sợ luôn. Em được cái là đẻ rất là nhanh. Em bé được 2.95 với là dài 50cm. Sinh non 1 tháng nhưng mà em bé đạt tiêu chuẩn của bé sinh bình thường đủ ngày đủ tháng. Em lo lắng, tại vì em bé nó không khóc liền. Em bé này là nó phải chờ khoảng 1 phút hoặc là 1 phút 30 giây gì đấy thì em bé mới khóc. Thế là em bảo, ủa sao em bé em không khóc vậy, có chuyện gì không, em bé em bình thường không? Là em lo trước. Thì bác sĩ mới kêu là phải chờ một hồi thì em bé nó mới khóc. Thì lúc đấy bé được đặt lên kề da. Cái lúc mà em bé kề da với mẹ thì em có cảm giác là những gì mà mình vất vả trải qua thì nó xứng đáng. Tại vì nghe được tiếng khóc của con. Không có từ nào để diễn tả cái hạnh phúc đấy chị ạ, cái hạnh phúc mà được làm mẹ. Em bé tìm tim mẹ dễ thương lắm chị. Em vẫn còn nhớ cái cảm giác mà nhìn thấy em bé mới ra đời mà đã biết tìm tim mẹ rồi. Em ở trong bệnh viện bao lâu thì về? Tụi em dự tính ở 3 ngày nhưng mà em bé sinh non á, thế là bác sĩ giữ lại tụi em 5 ngày ạ. Thế thì sau 5 ngày mình trở về nhà thì mới là bắt đầu một cái cuộc chiến của một bà mẹ bỉm sữa. Cái câu chuyện sau đó nó có suôn sẻ, hai vợ chồng có tận hưởng được cái việc là lần đầu làm cha mẹ, hay là cái đứa con, cái tiếng khóc của đứa con nó là một cái trở ngại đối với mình? Em không hiểu sao mà em bé của em cứ tháng đầu tiên ấy, cứ mỗi lần tắm là bé khóc rất là nhiều. Kiểu như là mỗi lần mà tắm xong rồi đưa bé ra thì bé khóc. Chồng em thì đọc ở trên mạng ấy, kêu là đó là cái tình trạng bình thường của bé, giống như cái cảm giác lúc mới sinh á. Thế là bé rời khỏi môi trường nước thì bé sẽ khóc. Thế là lần nào tắm thì bé cũng khóc. Thế là nó làm chồng em bị căng thẳng. Tại vì chồng em là người tắm cho bé. Nên là hai vợ chồng cứ động viên nhau là chờ thôi. Giờ chúng ta chỉ biết chờ. Khi mà bé lớn thì cái tình trạng này sẽ bị mất đi, bé sẽ không khóc nữa. Một cái khó khăn nữa cái lúc mà nuôi bé là tụi em sinh hoạt ở bên giờ rất ở bên Nga khác so với giờ ở Việt Nam ạ. Ở bên Nga ấy, thì 10 giờ người ta mới gọi là thức dậy á, để những cái cửa hàng mở cửa rồi linh tinh á. Thì tụi em cũng thế, tụi em ngủ muộn dậy muộn. Bé như em thì ngủ sớm dậy sớm. Bé cứ 5-6 giờ là bé dậy rồi. Thế là hai vợ chồng em thì cứ 12 giờ 1 giờ mới đi ngủ. Thế thành ra tụi em ngủ được có 4-5 tiếng. Thế là cứ sáng ra hai đứa cứ mắt lờ đờ nhìn nhau, xong rồi sau này thì tụi em phải chuyển lại tất cả là sinh hoạt giờ giấc theo con. Là tụi em đi ngủ sớm với là dậy sớm hơn. Còn một cái nữa, cứ nghe tiếng khóc của em bé là hai vợ chồng tự động cãi nhau. Là bật chế độ cãi nhau á, là không kiểm soát được bản thân á, cứ em bé khóc là hai đứa cãi nhau.
em bé mà mình đến một cái là hai vợ chồng nhìn nhau cười xong rồi lại bình tĩnh trở lại. Những cái chuyện rất là nhỏ nhặt nhưng mà tụi em cũng cãi nhau được, giống như là kêu là sao anh không bế con lên, rồi sao anh không đeo tất cả, rồi linh tinh, nó rất là nhỏ nhặt nhưng mà hai vợ chồng kiểu như là căng thẳng. Tình trạng đấy kéo dài tới hết mùa đông chị ạ, tại vì cái giai đoạn mùa đông Nga lạnh nhá, em bé khóc nhiều nhất. Cuối mùa xuân á thì em bé em vừa lớn hơn với là thời tiết nó ấm áp hơn á, thì em bé ít khóc thì tụi em lại bình thường lại. Hai bạn có nghĩ là mình cần phải ngồi lại và tự nhắc nhở với nhau để mình chủ động giải quyết luôn cái cơ chế này không chứ? Tại vì điều đó nó lại là một vấn đề mà nếu như thực sự nó là một vấn đề. Tại vì bé em nó khóc là nó hét chứ nó không phải là EA như các bé khác á. Thế là tính ra là em ngồi lại và nói chuyện với nhau rất là nhiều lần. Thật ra cái việc con gà với cái việc mình cãi nhau nó vốn là hai chuyện độc lập á. Nhưng mà có điều là đúng tại rồi. Vì mình hay đặt nó vào chung với nhau thôi, bởi vì dù các bạn có cãi nhau cách mấy đi chăng nữa thì con các bạn cũng không nín được. Đó là cái thứ nhất. Và cái thứ hai là thực ra thì cái chuyện mà con khóc nó cần phải được nhìn nhận bằng một góc độ khác chứ không phải là bằng trách nhiệm của một trong hai bên. Để rồi tại thời điểm mà con cứ khóc rồi mình sẽ phải cố gắng đi tìm một cái điểm gì đó để mình đổ trách nhiệm cho bên còn lại và nó xảy ra những cái trận cãi vã. Riêng bản thân một người mẹ sau sinh là Thùy á, thì sau khi mà sinh em bé xong thì chính bản thân em có một cái khó khăn gì đó trong cái việc mà mình chăm con không, hoặc là mình nuôi dưỡng con không? Em có xã hỗ trợ rất là nhiều về khoản chăm con rồi, nhưng mà có một cái em bị ảnh hưởng từ bên ngoài nhiều, đó là mọi người hay chê em bé của em mập quá. Hả? Tại sao lại body shaming một em bé? Có nghĩa là em nghe nhiều quá thì em bị ảnh hưởng. Có nghĩa là mọi người cứ bình luận bảo là sao em lại để em bé mập như thế, rồi sau này con lớn lên rồi nó lớn một tí nó biết ngại thì bạn bè cứ trêu chọc nó là mập. Thì em mới hỏi gia đình em á, thì mọi người kêu là cứ để em bé phát triển tự nhiên, tại vì em bé tin mẹ hoàn toàn á, thì em bé không có tới mức là bị béo phì. Nhưng mà nhìn hai cái má em bé nó ú quá, thì mọi người hay cứ kêu là sao em để cho nó mập như vậy. Con chỉ có bú mẹ, cái nguồn dinh dưỡng của con là chỉ là từ sữa mẹ thôi. À, đúng rồi, em bé chỉ có tim mẹ hoàn toàn. Thì bây giờ con có bụng bỏng thì bây giờ mình biết làm gì giờ? Thì bây giờ nó là mình đâu có cho thêm, mình đâu có ép con ăn thêm một cái gì đâu, thì nó thuộc dạng gọi là tạo hình trời sinh. Bây giờ không lẽ tự dưng tạm ăn của bé thì cũng kỳ quá. Tại vì em thì em thiên hướng của em là nuôi bé theo nhu cầu ạ. Cái này thì chị có thể cho em lời khuyên được, bởi vì chị cũng nuôi một đứa bé này là 4 năm rồi. Cái thứ nhất là con của em bú hoàn toàn bằng sữa mẹ, chứ nó chưa có nạp một loại sữa nào gọi là sữa công thức ở bên ngoài để mà nó có bị dư chất béo hay là dư chất đạm hay dư bất cứ một cái chất gì đó. Sữa mẹ đó là một cái nguồn thực phẩm rồi, là nó tốt nhất rồi. Cho nên là cái việc mà bé hấp thụ được hoàn toàn sữa mẹ như vậy đó là một điều rất là tốt. Nên là em đừng có bị lo lắng về cái việc là người ngoài người ta nhận xét về con của mình. Bởi vì chỉ có mình mới hiểu được con của mình nhiều nhất thôi, là cái thứ nhất. Cái thứ hai, em bé chỉ mới có 9-10 tháng thôi, thì bé chỉ mới bắt đầu ở cái giai đoạn là ăn dặm. Mà ăn dặm thì cũng không phải là ăn như một người bình thường, như là một em bé trên 1 tuổi. Ví dụ như em bé trên 1 tuổi thì đã có thể nạp rất là nhiều cái lượng thức ăn, cũng như là nhiều cái nguồn thức ăn khác nhau. Nhưng mà ăn dặm thì nó cũng chỉ quanh quẩn là những cái món mà nó có đầy đủ những cái chất để phù hợp cho một đứa trẻ. Thì cho nên cái việc mà em bé ngày hôm nay nó bụ bẩm như vậy thì em phải cảm ơn và rằng là con em nó hấp thụ hết tất cả những cái gì mà em nạp vào trong người nó. Nó là một cái điều rất là đáng mừng. Còn cái việc mà nó có ảnh hưởng đến sau này hay không, nó còn là một cái quá trình rất là dài. Nếu như em lo thì em cho bạn vận động ở ngay tại thời điểm này. Mà cái chuyện mà vận động đó là nó cái chuyện cực kỳ tốt cho sức khỏe của con, và nó là một cái quá trình nó dài. Khi mà em bị ảnh hưởng bởi những cái điều đó đó thì nó sẽ tác động lên cái việc nuôi con của em, là cái thứ nhất. Nó tác động lên cái việc tâm lý giữa em và ông xã của em nữa nha. Em bé đang hiện tại đang rất tốt rồi, cho nên em không cần phải lo. Nhưng mà cuối cùng rồi thì Thùy đã tự trấn an mình như thế nào? Bởi vì xoay ngang hay xoay dọc thì mình không thể can thiệp ngay lập tức vào cái câu chuyện cân nặng của con được. Em hay gọi điện về cho gia đình ạ. Gia đình em thì có một cái nhóm chat, các thành viên trong gia đình nói chuyện với nhau á, thì em hay chia sẻ, em bảo là mọi người cứ chê con em như vậy á, thì mọi người động viên với là chia sẻ với em. Rồi ông xã cũng nói, bảo bây giờ cứ nghe lời bác sĩ đi, bác sĩ kêu là không sao thì là không sao. Rồi cho bé vận động nhiều hơn, như là em cho bé đi học bơi, bơi sinh tồn đó chị. Như vậy thì cái việc mà em gọi là mình nuôi con bằng sữa mẹ đó, nó có thuận lợi với em không? Cái lúc mà em nuôi bé bằng sữa mẹ là em hay bị tắc sữa. Em tắc tới một tuần em tắc 3-4 lần đó. Đâu, có ngày mà em tắc sáng em tắc, chiều em tắc. Xong rồi tới đêm em ngồi khóc cả đêm tại vì đau quá, nó tắc sữa chị. Wow. Bé khoảng 1-3 tháng á,
là giai đoạn đấy em bị tắc sữa rất là nhiều. Em bị tắc mà em phải thuê người thông tia, mà em thấy là tắc sữa nó đau hơn đau đẻ. Đến bao lâu thì cái nguồn sữa của em nó mới ổn định được? Tới bé khoảng hơn 5 tháng thì nguồn sữa của em nó mới bắt đầu ổn định lại, là theo nhu cầu của bé. Thật sự thì em có thấy mình trưởng thành hơn sau khi mình có con không? Về cái bên trong thì chắc là trưởng thành hơn trong suy nghĩ, nhưng mà cái bên ngoài thì không cải thiện được, chỉ là em vẫn nhoi nhoi nhoi, với lại vẫn cười nhiều rồi nghịch nhiều như hồi trước, với lại cảm thấy là thương ba mẹ nhiều hơn. Mà tới giờ này em chưa được về nữa, hơn 2 năm rồi. Cố gắng nào, bởi vì dịch bệnh mà nó ảnh hưởng không chỉ ở Việt Nam mà ở khắp các nơi trên thế giới. Vậy thì bây giờ nếu như để cho em có một đôi lời nhắn nhủ thì em sẽ gửi đến ai? Đấy là đầu tiên ấy, thì em muốn là bây giờ dịch bệnh ở Việt Nam đang còn rất là căng thẳng đó. Dịch bệnh đang rất là mạnh, thì em mong muốn là bố mẹ em giữ gìn sức khỏe, thực hiện chế độ giãn cách nghiêm túc để vượt qua cái dịch bệnh này, và em có thể đưa cháu về gặp ông bà. Tại vì tới giờ này chưa gặp. Ý là em nhớ ba mẹ. Em muốn gửi tới lời cảm ơn tới mẹ chồng em á. Mẹ chồng em hỗ trợ rất là nhiều. Em nói vài câu tiếng Nga nhá. Mom, спасибо мама большое, что мама помогала мне и нам и Ваня. Я хочу говорить, я люблю мама как женой, мам. Всегда люблю мам. Và em muốn gửi cái lời động viên tới những mẹ bỉm đang trong cái giai đoạn dịch bệnh như thế này ý, thì là các mẹ bỉm là phải cố gắng vượt qua cái giai đoạn dịch bệnh này, thì con chúng ta mới tiếp nhận được cái sự mạnh mẽ từ người mẹ để bé cũng có thể vượt qua cái giai đoạn này cùng với mẹ ạ. Tại vì cái thiên chức làm mẹ là điều thiêng liêng nhất. Rất là cảm ơn em và rất chia sẻ với những cảm xúc của em. Chúc cho tất cả chúng ta đều thật khỏe để mà hết dịch thì chúng ta có thể gặp được nhau, và em có thể đưa cháu về để gặp bà ngoại.